anh chị và chào mừng anh chị. Chúng ta đã ngồi họp tại đây trong một ngày mùa thu rất đẹp của Hà Nội phải không ạ? Thưa anh chị thân mến, để trước khi vào nội dung chính, em Tuyền xin phép được gửi tới anh chị một cái món ăn tinh thần buổi sáng. Một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài hát mang tên Khát Vọng xin gửi tới anh chị. Xin các chị cùng lắng nghe. Hãy sống như đời sống để biết yêu một người. Hãy sống như nơi núi vươn đến những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ biển rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời. Hãy sống như đời sống để biết yêu một người. Hãy sống như nơi núi vươn lên những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ biển rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy. Rất nhiều. Cảm ơn anh Thanh Tuyền ạ. Xin anh chị cho một tràng pháo tay nữa cho ca sĩ Thanh Tuyền ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, một bài hát đầy khát vọng để kích hoạt chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ. Trước hết thì cho Tú xin được phép thay mặt Manulife Việt Nam xin chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi hội thảo kích hoạt năng lượng để thay đổi xông qua sự hợp lực đội nhóm với hiệu suất cao ạ. Vâng, thưa tất cả các anh chị và quý vị khách quý, hiểu được tầm quan trọng của sức mạnh tập thể cũng như các phương pháp xây dựng, củng cố niềm tin giữa các cấp quản lý và quản trị nhân viên hiệu quả, Manulife Việt Nam quyết định hợp tác với tổ chức Mentally Fit Global và đem đến buổi hội thảo ngày hôm nay cho các vị khách quý. Good morning ladies and gentlemen, on behalf of Manulife Vietnam, it is my pleasure to welcome you this morning to attend the conference
energizing trend through high-performing teams, understanding the importance of collaborative power, as well as the need to build and strengthen management teams' leadership. Manulife Vietnam had decided to cooperate with Mentally Fit Global and brought this conference here for us to join. Về phía Manulife Vietnam, cho tôi được phép trân trọng giới thiệu ông Ho Sinh Co, Giám đốc điều hành kênh phân phối hợp tác qua ngân hàng. Mr. Ho Sinh Co, Chief Partnership Distribution Officer. Bà Nguyễn Thị Thí Sơn, Giám đốc kênh phân phối thông qua ngân hàng. Ms. Nguyễn Thị Thí Sơn, Head of Bank Card Assurance. Và tiếp theo xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Next, I would like to introduce our guest attending the conference today. Techcombank hiện đang sở hữu một mạng lưới dịch vụ đa dạng về hệ thống công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất. Ngoài ra, Techcombank còn được dẫn dắt bởi một đội ngũ quản lý tài năng và một lượng nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, sẵn sàng thực hiện hóa mục tiêu của ngân hàng, trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Techcombank currently owns a diverse service with the most advanced technology system. In addition, Techcombank has also led by a talented management team and a professional chain ready to materialize the aim to become the best bank and leading enterprise in Vietnam. Về phía ngân hàng Techcombank, cho tôi xin được phép trân trọng giới thiệu from Techcombank Vietnam, please join your hands together to welcome ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc SID miền Bắc. Cảm ơn tất cả các vị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc khối BB, Deputy Head of BB. Và xin chào mừng các chị đến với buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Tự hào là một trong 5 ngân hàng được lọt vào danh sách các ngân hàng có dịch vụ bảo hiểm liên kết tốt nhất khu vực châu Á. Ngân hàng Sài Gòn cam kết luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy, cung cấp các chính sách linh hoạt và sản phẩm dịch vụ toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng. Proud to be one of the top 5 banks of Asia best integrated insurance services, Saigon Commercial Bank is committed to always being a reliable companion to provide flexible policies, products and services to meet the diverse needs of customers. Về phía ngân hàng Sài Gòn, xin được trân trọng giới thiệu from SCB, please join our hands together to welcome bà Đỗ Thị Hồng Phương, Giám đốc Quản lý Kinh doanh Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân. Ms. Đỗ Thị Hồng Phương, Director Business Management Department at SCB. Xin chào mừng bà. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Bank luôn nỗ lực mang lại các giải pháp, sản phẩm tài chính ngân hàng hiệu quả nhất, hướng tới phân khúc khách hàng trẻ và năng động. Dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và trình độ quản lý chuyên sâu, Tiên Phong Bank đã tập trung đầu tư để có hạ tầng hiện đại, giải pháp công nghệ tiên tiến để hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam. Tiên Phong Bank mission is to offer the most effective banking and finance solutions to our customers, especially the young and active segment. Based on our advanced technological infrastructure and specialized management, Tiên Phong Bank set all the way pioneering in setting the trends in modern banking services, aiming to become the leading digital bank in Vietnam. Và sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Trong nhiều năm được tạp chí Forbes xếp vào danh sách top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, cũng như nhận được những giải thưởng đánh giá cao của các tổ chức trong và ngoài nước. Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu từ kênh Bank Card Assurance của ACB lọt vào top 5 Bank Card Assurance toàn thị trường. Over the past few years, Asia Commercial John Stock Bank has been listed the Forbes magazine in the top 5 best listed companies in Vietnam, as well as received the highly appreciated awards from domestic and foreign organizations. In the first 6 months of 2019, ICB revenue from the from bank assurance channels had made it in the top 5 bank assurance of market. Về phía ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu xin được phép giới thiệu from ICB, please join our hands together to welcome Ms. Phạm Yến Lê, trưởng bộ phận kinh doanh phòng liên kết bảo hiểm ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ạ. Và thưa quý vị và các anh chị, và đặc biệt là sự hiện diện của tất cả các anh chị lãnh đạo cấp vùng, chi nhánh, các anh chị quản lý phòng ban hội sở đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình này cùng Manulife Việt Nam.
Tập đoàn Mentally Fit Global là tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở tại Bỉ và có nền thế mạnh về huấn luyện thực chiến tập đoàn. Với triết lý của tập đoàn bắt nguồn từ những ứng dụng thành công về quản trị năng lượng cá nhân, đội ngũ và tổ chức nhằm tối ưu hóa năng lực và thành tựu đạt được từ các vận động viên thể thao tên tuổi đến các vị lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia tiếng tăm trên thế giới trong danh sách Fortune 500 như là Ocean, Airbus, Tata, IBM, Heineken, IBM, P&G, PwC and Deloitte. Mentally Fit Global is a multinational corporation that has a headquarter in Belgium. Our strength is on the field coaching. Mentally Fit Global has developed such a unique methodology to coach all types of performers who are leaders of multinational corporations in the Fortune 500. By channeling all sources of their energy into measurable achievement at the top class performers and her high performing teams. Và cho tôi xin được phép giới thiệu diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ, cũng là người quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Huấn luyện viên của lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia Alain Gosmet, chủ tịch sáng lập tập đoàn Mentality Fit Global, huấn luyện viên và lãnh đạo cao cấp các tập đoàn đa quốc gia thuộc danh sách Fortune 500. Ông Alain còn là giảng viên cao cấp của Học viện INSEAD, huấn luyện viên tinh thần của đội Olympic Bỉ và diễn giả TEDx. May I introduce our speaker today, Global Performance Coach Alain Gosmet, founder and chairman of Mentally Fit Global, top executive coach to leaders of multinational corporation in the Fortune 500, senior faculty of INSEAD, mentor coach of Belgium Olympic teams, TEDx speaker, Mr. Alain Gosmet. Để tiếp theo chương trình, cho phép Tú xin được mời ông Hồ Sinh Cô, giám đốc điều hành kênh phân phối qua đối tác của Manulife Việt Nam có đưa lời phát biểu ạ. Now it's my pleasure to welcome Mr. Hồ Sinh Cô, Chief Partnership Distribution Officer, Manulife Việt Nam, up on the stage to deliver his speech. Xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Tôi là Hồ Sinh Cô. Tôi rất vui được gặp các bạn. That's all I can say in Vietnamese. Very good morning, ladies and gentlemen. My opening, I want to first congratulate you on two things. First thing first, I want to congratulate you for being in the right place at the right time. The fact that you are invited here is because you are involved somehow in bank assurance business, whether from Manulife or from the bank side. Xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, các anh chị và toàn thể các bạn. Lời đầu tiên thì tôi cũng xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể các quý vị vì hai điều. Điều thứ nhất là các quý vị đang có mặt ở đúng nơi, đúng lúc. Điều thứ hai là các quý vị đều được mời tới đây bởi vì các quý vị tham gia ngành bảo hiểm kết hợp với ngành ngân hàng là những cái lĩnh vực vô cùng quan trọng. You are in the right place, right time, right business at the right time is very important. You look at the statistic. 2008, 10 years ago, life insurance penetration was only at 0.4%. In about 10 years, it's gone up to about 1.6%. Tremendous jump. Thưa các quý vị, chúng ta đang ở một địa điểm, chúng ta đang ở đúng nơi, đúng lúc và tham gia vào đúng ngành kinh doanh rất là quan trọng này. Chúng ta nhìn thấy trên trang hình chiếu này có một vài con số thống kê. Vào năm 2008 thì tỷ lệ thâm nhập thị trường tham gia bảo hiểm ở mức khá là thấp là 0.4% và 10 năm sau thì tỷ lệ này đã tăng đáng kể lên mức 1.6%. 1.6% is it huge? If you look at it, it's not huge. No? You compare across all the other countries. On all the other countries, some of them has already gone up to 17.5%, 16.8% in some of the other countries. So the potential is really huge.
Và thưa các quý vị, nếu chúng ta nhìn riêng vào con số 1,6% tỷ lệ tham gia bảo hiểm thì có thể chúng ta thấy là một con số khá lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh với một số các quốc gia khác trong khu vực thì tỷ lệ này không phải là cao. Một số các quốc gia khác đã đạt đến tỷ lệ 17,5% hoặc là 16,8% tham gia bảo hiểm. Điều đấy cho thấy là tiềm năng của thị trường bancassurance của chúng ta còn vô cùng lớn. If you look specifically at bank assurance business, it has gone 3 years ago. It was only at 847 billion. Only just 3 years ago, 847. In span of 3 years, it has gone up to 5,594 billion just for the bank assurance channel. Vâng, ở phía bên tay phải, nếu nhìn vào biểu đồ này, các quý vị nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng của ngành bancassurance của chúng ta. Vào năm 2015 thì tổng giá trị mới chỉ là 847 tỷ. Và sau đó đến năm 2018, chỉ sau 3 năm thôi, thì cái tỷ lệ này đã tăng lên 5.594 tỷ. 3 years ago, in terms of the whole life insurance contribution, life bank assurance was only 6%. Và chúng ta nhìn thấy là với tỷ lệ phần trăm phí mới ở đây, với năm 2016 thì bancassurance mới chỉ chiếm có 6% thôi. Now it has gone up to 19% of the contribution for life insurance from bancassurance business. Và năm 2015 là 6%, và sau đó 3 năm đến năm 2018 thì tỷ lệ tham gia này trong tổng phí bảo hiểm là 19%. Just this year only, just this year, tied agency, and as an industry, tied agency only grow 4%. Bank assurance grow 80% this year only. 80. Và chúng ta nhìn thấy là chúng ta toàn ngành chúng ta mức tăng trưởng chỉ ở mức 4%, trong khi đó ngành bancassurance của chúng ta với một tốc độ tăng rất là đáng kể là 80%. You are definitely at the right place, right time, because insurance is the key foundation to whatever you are doing. Đấy là lý do tại sao tôi nói các quý vị đang ở đúng nơi và đúng lúc, bởi vì ngành bảo hiểm là một cái ngành chủ chốt mà chúng ta sẽ hướng tới trong tương lai. And where you are in a bank is actually the best place for customer to get insurance. It's a place where he can get a one-stop solution for his financial needs. Có thể nói là ngân hàng là những cái điểm đến lý tưởng đối với những khách hàng mà muốn tham gia vào bảo hiểm. Tới đây thì họ có thể được tiếp cận các cái giải pháp hay là các cái dịch vụ mang tính chất trọn gói. Even a very famous man believes in insurance. Vâng, và chúng ta nhìn thấy một nhân vật rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và ông có câu tuyên bố rất là tin tưởng bảo hiểm như thế này. Manulife Vietnam this year, We are still the number one in the bank assurance. So a lot of people ask me, what is the success factor? Vâng, thế thì câu nói của người nổi tiếng này nói rằng bạn sẽ không... Can you go back? Go back? Yes, I would like to read again this sentence. Bạn sẽ không phá sản vì mua bảo hiểm, nhưng bạn sẽ làm cho những người bạn yêu thương phá sản nếu bạn không mua bảo hiểm. Thế trong thời gian vừa qua thì Manulife đã đứng đầu thị trường về bancassurance, và rất là nhiều người hỏi tôi là đâu là những cái lý do dẫn đến thành công này. Manulife Vietnam is still number one in the bank assurance business. I want to thank all our partners and our staff who are involved in the bank assurance for this success. Manulife Việt Nam chiếm vị trí số 1 trong ngành bancassurance là nhờ sự tham gia rất là tích cực, và chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các đối tác, tới tất cả các cán bộ công nhân viên đã cùng tham gia đóng góp cho thành công này. People ask me, other than partners, what other success factor is important to be number one in bank assurance business? Và rất nhiều người hỏi tôi đâu là những cái yếu tố dẫn đến thành công của Manulife trong lĩnh vực bancassurance. 4 success factor. Và đây là 4 cái yếu tố thành công xin chia sẻ với các quý vị. The governance. Đó là khả năng điều hành. The product proposition. Cái vị thế chiến lược của sản phẩm. The platform. Là những cái quy trình. Number 4. The most important is the people that do the execution. Number 4, the people.
Và yếu tố thứ tư cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là nhân sự, là con người đã tạo ra những thành công đó. Manulife believe in investing into our people to be successful. Và Manulife hoàn toàn tin tưởng rằng nếu đầu tư vào nhân sự, đầu tư vào con người thì chúng tôi sẽ thành công. Manulife believe in investing into our partners people to be successful. Và Manulife cũng tin tưởng là để thành công được, chúng tôi phải đầu tư vào nhân sự của cả những đối tác chiến lược của mình. Manulife believe only when our partners are successful, then we will be successful. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ khi nào các đối tác của chúng tôi thành công thì chúng tôi mới có thể thành công. So, second thing I want to congratulate you is being at the right place at the right time again. Và một lần nữa thì vì tất cả những lý do đó, xin chúc mừng toàn thể các quý vị, chúng ta đang ở đúng nơi, đúng lúc đấy ạ. You could be choosing to be in your office, closing more cases, talking to customers. Vâng, và chúng ta cũng có thể đóng góp cho những công việc hiện nay của chúng ta, trong văn phòng của chúng ta, để chúng ta có nhiều khách hàng hơn, có nhiều thành công hơn. You could choose attending long meetings in your office. Hoặc là chúng ta có thể có rất nhiều là lựa chọn, ví dụ như là lựa chọn ngồi trong phòng, tham dự các cuộc họp rất là dài. You could be choosing to have coffee with friends out there. Có những cái lựa chọn khác cho chúng ta, ví dụ như là ngồi cà phê với bạn bè. But you choose to be here. For that, I congratulate you. Vâng, thế nhưng thay vì tất cả những điều đó, các quý vị lại chọn đến đây vào thời điểm này, vào ngày hôm nay. Và cũng vì lý do đó, một lần nữa xin chúc mừng các quý vị. I assure you, today your time will be well invested. I met Alan on the 8th of August. 2019 this year. Và tôi cũng xin hứa với các quý vị rằng thời gian mà các quý vị đầu tư ở đây ngày hôm nay là vô cùng xứng đáng. Tôi đã gặp huấn luyện viên Alan vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. I was invited as one of the panel speaker for their conference, so I had the pleasure of attending 1 hour of his session. Và tôi cũng đã được mời làm diễn giả cho sự kiện mà huấn luyện viên Alan có tham dự và trình bày. Và tôi cũng vô cùng vinh dự được tham gia, được nghe một tiếng huấn luyện trình bày của diễn giả Alan. That 1 hour is not enough. I decide to bring him back for more. And I don't want to just keep him to myself. I want you all to all benefit from it. Vâng, và tôi thấy là một tiếng nghe đó hoàn toàn là không đủ. Đấy là lý do tại sao tôi muốn mang huấn luyện viên Alan tới đây ngày hôm nay. Và tôi cũng không ích kỷ là giữ riêng diễn giả Alan cho chính bản thân mình, mà muốn chia sẻ cùng với tất cả các quý vị ở đây ngày hôm nay. Remember one thing, when you are successful, then I will be successful. Và một lần nữa tôi xin nhấn mạnh là khi các quý vị thành công thì chúng tôi mới có thể thành công. And remember one thing, what you learn today, apply it on your team, I guarantee you, you will be successful. Và với tất cả những gì các quý vị học hỏi được ngày hôm nay, và nếu các quý vị áp dụng được cho đội nhóm của mình, thì chắc chắn các quý vị cũng thành công. It's not easy to get Alan to be here today because his schedule is almost packed for the whole year. So we are very, very fortunate. Và thật không dễ khi mời được huấn luyện viên Alan tới đây ngày hôm nay, bởi vì lịch của ông thì kín cho đến hết cả năm rồi, và do đó thì cái cơ hội mời được diễn giả Alan tới đây là vô cùng quý hiếm. So, for that, I really want you to sit back, really listen to his session, pick up a few points, bring it back to your office and start applying. Vâng, và do đó tôi rất là mong muốn các quý vị ngày hôm nay tập trung, chúng ta chú ý lắng nghe, tham gia và có được những cái thông điệp, có được những công cụ cũng như là những cái kiến thức để áp dụng cho công việc trong văn phòng của mình. And I wish you success in quarter four, not just for banker business, but for your all line of your business. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những cái thành công rực rỡ trong quý 4 của năm nay, không chỉ đối với ngành bancassurance mà tất cả các cái lĩnh vực kinh doanh khác. Thank you very much and have a great session. Come on. Xin cảm ơn các quý vị và chúc chúng ta có một cái sự kiện vô cùng thành công. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Thank you very much. Thưa các anh chị, để không để các anh chị chờ lâu nữa, và sau đây là nội dung quan trọng nhất của buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Phần chia sẻ đến từ diễn giả Global Performance Coach Alan Goldsmith.
Đồng hành cùng Alan Cosme ngày hôm nay là bà Bùi Nguyệt Anh ạ, chuyên gia phiên dịch tên tuổi cho các hội nghị và quan trọng tại Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông bà lên sân khấu ạ. Ladies and gentlemen, without further ado, we are privileged to have our guest today, Global Performance Coach Alan Cosme. Together with today, Alan Cosme is Miss Bùi Nguyệt Anh. Expert on chain in Vietnam, Vietnamese international conferences. Please join me to welcome him. Okay, so thank you, Ko. Excellent speech. Really good. I'm a coach. I'm a sports coach. So my role as a coach is to improve the efficiency, the performance of my players and my teams. So I'm a stretcher. I always try to stretch. Continuous improvement is the name of the game. So I always give feedback, and I see nice introduction by Mr. Ko, and I will give feedback to Mr. Ko to help him to become better for the next time. Continuous improvement. Vâng, xin cảm ơn ông Oshinko cho phần bài phát biểu vừa rồi. Có thể nói đây là một bài phát biểu định hướng hành động. Một cái bài phát biểu vô cùng quan trọng. Tôi là một huấn luyện viên trong thể thao và mục tiêu của tôi là nâng cao hiệu quả, nâng cao hiệu suất của các cầu thủ của chúng tôi, của đội chơi của chúng tôi. Và tôi luôn luôn là người kéo căng các quý vị để các quý vị nỗ lực hơn nữa. Và tôi luôn luôn có những cái phản hồi sau bất kỳ một công việc nào. Đấy là lý do tại sao tôi nói là bài trình bày của ông Oshinko là một bài trình bày mang tính chất là kích hoạt những cái hoạt động để chúng ta cải tiến và làm tốt hơn. Performance is always about stretch, and this is a good example of how to stretch. You see the elastic? My role as a coach, your role as a manager, your role, Mr. Ko, is in charge of developing the business, is to stretch the business, to stretch the teams, to stretch the individuals. So that's the name of the game. How do we stretch? How do we become better? And I will give you some tools and methodologies. Very simple. It's all the concept of stretch. And stretch means improvement and discomfort. Discomfort for grow. Vâng, thưa các quý vị, ở đây chúng tôi xin giới thiệu một cái khái niệm là stress trong tiếng Anh. Tiếng Việt của chúng tôi gọi là kéo căng, đúng không ạ? Kéo căng. Ở đây vai trò của tôi là huấn luyện viên. Tôi thường thường là phải kéo căng sức lực của các quý vị, sự cố gắng và nỗ lực của các quý vị để chúng ta làm tốt hơn. Với vai trò của các quý vị ở đây là lãnh đạo của các cái doanh nghiệp thì chúng ta cũng phải kéo căng sức kéo cho cái đội chơi của mình, cho các thành viên trong đội của mình. Và kéo căng có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta làm cho họ vượt ra khỏi vùng thoải mái của họ để họ cố gắng nỗ lực hơn nữa, vươn mình lên để phát triển. And so when we stretch, it means change. Stretch means change, improvement, development, growth. So how do we energize change? How do we energize stretch? What makes that the stretch is acceptable? That you want to be stretched to become better. Why? And that's why we always connect stretch, change, improvement, and energy. How can we energize change? And that's the key issue. So I will develop many concepts, tools, methodologies about energy management. Vâng, thế chúng ta thấy là đối với khái niệm stress, nghĩa là tạo sức căng hay là vươn mình như vậy, thì chúng ta cố gắng là tạo ra được sự thay đổi. Từ sự thay đổi đó dẫn đến sự cải tiến và sau đó là dẫn đến sự tăng trưởng và phát triển. Và làm thế nào để chúng ta kích hoạt được năng lượng để có toàn bộ các cái quá trình đó và để có thể phát triển một cách tốt hơn. Đấy là lý do tại sao tôi muốn nhấn mạnh cái từ stress, có nghĩa là kéo căng sức lực của chúng ta ra để chúng ta thay đổi, để chúng ta phát triển và để chúng ta có thêm những cái nguồn năng lượng, kích hoạt năng lượng. Và chúng tôi sẽ cung cấp cho các quý vị những công cụ và những phương pháp luận để chúng ta đạt được những mục tiêu đó. And when we refer to performance management, we always connect performance management and energy management. Could we switch me to my slide? Thank you. Vâng, khi mà chúng ta nói đến là quản lý hiệu quả công việc hay là quản lý hiệu suất công việc, thì nó luôn luôn liên quan đến quản lý nguồn năng lượng. So it's all about discomfort. And discomfort is always for growth. So when I manage discomfort, my role is also to manage the energy. So energy management is always very close to performance management. Energy management and performance management. Và khi chúng ta bước vào những vùng không thoải mái thì chúng ta bắt đầu bước vào vùng phát triển. Và đấy là lý do tại sao khi mà chúng ta nói đến quản lý những cái sự phát triển đó thì đó chính là những cái quản lý cái nguồn năng lượng. Do đó thì quản lý năng lượng chính là quản lý hiệu quả.
Performance depends on the level of energy. Level of energy could be the mental energy, emotional energy, physical energy, the energies that I give, that I transmit. Mr. Ko did transmit a lot of energy. Simple messages, expressing his pride, his satisfaction to have you here, body language, communicating with you, with brain, with heart, and with body. Triple energy. Well done, Mr. Ko. Vâng, chúng ta thấy là đối với các hiệu quả công việc ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào việc chúng ta quản lý cái nguồn năng lượng như thế nào. Năng lượng ở đây là năng lượng tinh thần, năng lượng cảm xúc và năng lượng thể chất. Ông Hosinko vừa rồi thì ông đã truyền đạt được những cái nguồn cảm hứng, những cái nguồn năng lượng đó cho các quý vị. Có nghĩa là chúng ta kết hợp bộ não với trái tim, cảm xúc cũng như là những cái hoạt động thể chất của chúng ta. The role of the leader, the role of the leader, the role of the manager, the role of the team leader is to create that energy. And when there is energy, then we can change, we can improve. When there is no energy, nothing is up is possible. So the role of the leader is to energize. If you ask me, what is the basic definition of leadership? Creating positive energy. And this morning, with your speech, some simple slides, you created positive energy. The pride to come, the pride to belong to the bank insurance industry, the pride to belong to this conference this morning, that's creating energy. Well done. Vâng, thế thì vai trò của một người lãnh but đạo... But not everything was perfect, so I will also stretch a little bit. Vâng, thế vai trò của một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý là chúng ta phải tạo ra được cái nguồn năng lượng đó cho đội ngũ của chúng ta. Khi chúng ta có năng lượng, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể cải tiến. Nếu chúng ta không có năng lượng, chúng ta sẽ không thể đạt được một điều gì cả. Và do đó thì cái vai trò của việc kích hoạt năng lượng là điều vô cùng quan trọng. Và đối với các cái nhà lãnh đạo, một điều quan trọng là họ phải tạo ra được cái nguồn năng lượng tích cực. Và với bài phát biểu vừa rồi, phần trình bày rất là ngắn gọn vừa rồi, chỉ với vài slide thôi, thì ông Hosinko đã có thể truyền đạt được cái nguồn năng lượng đó, tạo ra được cái niềm tự hào. Chúng ta biết là tại sao chúng ta phải tới đây, cái niềm tự hào khi mà chúng ta tham gia vào ngành bảo hiểm ngân hàng, bank insurance, và việc chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. So, no PowerPoint, we start from a white page. And we will create something together. So I got some inspiration from the introduction of Mr. Ko. I will bounce back on that introduction and give you additional tools how to energize change, how to stretch with positive feeling. So I give you tools, but we start from a white page and I will write it down. You can also follow me on step by step. It's better than PowerPoint. Vâng, bản thân tôi thì tôi không bao giờ trình bày bằng các cái slide PowerPoint cả. Tôi bao giờ cũng bắt đầu từ một cái tờ giấy trắng như thế này để chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau tạo dựng các cái kiến thức, các cái công cụ và các cái phương pháp luận. Và đây chính là những cái công cụ để giúp chúng ta kích hoạt được nguồn năng lượng để tạo sự thay đổi. Các công cụ để chúng ta vươn mình, các công cụ để chúng ta tạo được những cái nguồn tích năng lượng mang tính chất tích cực. Và với một cái tờ giấy trắng và chúng ta viết dần dần như thế này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển từng bước một. Top performance is always linked to what we call efficient imperfection. Efficient imperfection. What is the opposite of efficient imperfection? Khi chúng ta nói đến nguồn những cái hiệu suất đỉnh cao ấy, thì bao giờ nó cũng liên quan đến cái sự không hoàn hảo một cách hiệu quả. Vậy ngược lại của cái sự không hoàn hảo một cách hiệu quả này là gì ạ? What means, what is the opposite of efficient imperfection? You drink. Được anh chị. Ngược lại của nó là gì ạ? Inefficient perfection. Thì nó sẽ phải là sự hoàn hảo một cách hiệu quả, đúng không ạ? And sometimes we are looking for so much perfection, the perfect PowerPoint, the perfect speech, the perfect preparation, that we become inefficient because we consume too much energy to get the result. What is important is to get the result. When you can get the result in a simple, energizing way, you are efficient. When you spend too much energy to make it happen, to get the result, you become inefficient. And I see many managers who are looking for perfection, they are inefficient, too much energy. And at a certain moment, we want to get the result with less energy invested. That's why I like the slides presented by Mr. Ko. Simple,
visible, efficient. Nothing, not too much, just to the point. Vâng, thế thì ngược lại của nó là sự hoàn hảo một cách hiệu quả. Thế đôi khi chúng ta cứ tìm kiếm sự hoàn hảo, và chính vì những cái sự tìm kiếm sự hoàn hảo đó, ví dụ những cái PowerPoint phải thật là đẹp, những cái bài diễn văn phải thật là hay, nhưng mà chúng ta đang trở nên không hiệu quả bởi chúng ta đang tiêu tốn quá nhiều nguồn năng lượng cho nó. Để hướng đến một cái kết quả nào đó, chúng ta phải cố gắng là tiêu tốn ít năng lượng hơn, tìm những cách nào đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Thế thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta, nếu chúng ta cố gắng, những nhà quản lý mà cố gắng tìm kiếm sự hoàn hảo thì đôi khi họ đang không hiệu quả bởi họ đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng một cách không cần thiết. Như vậy chúng ta phải cố gắng giảm cái nguồn năng lượng đó xuống. Ví dụ chúng ta soạn slide, tôi rất thích những slide của ông Hosinko bởi nó rất là đơn giản thôi, chỉ với vài từ, vài số liệu, vài thông số, với nguyên tắc là đơn giản và hiện hữu, thì chúng ta đã tạo được những cái nguồn năng lượng tích cực. It's the magic combination when you make a presentation, when you coach, when you give advices, when you develop your people, always keep it simple, make it visible. The magic combination of simplicity, simple message, but visible message, that makes the impact. The combination of when it's simple and visible, automatically you attract the attention. And energy flows where attention goes. You attract the attention because of the simplicity, and from there you create energy. You catch the attention. The simplicity is key, plus the visibility. Vâng, thế ở đây chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta trình bày với một ai đó, khi chúng ta huấn luyện một ai đó, tư vấn cho một ai đó hay kèm cặp một ai đó, thì chúng ta đảm bảo hai nguyên tắc, đó là đơn giản và hiện hữu. Tất cả những gì hiện hữu thì nó sẽ làm cho người ta chú ý, và năng lượng sẽ chảy đến những nơi nào mà người ta chú ý tới nó. Và do đó nếu chúng ta làm điều gì đó một cách đơn giản, một cách hiện hữu, thì chúng ta có thể thu hút được sự chú ý của mọi người và tạo ra được những nguồn năng lượng tích cực. The concept of energy management is always that if we want to create energy, we need to attract the attention. Because there is a key concept that it's energy flows where attention goes. Attract the attention and you create the energy. The curiosity, the motivation, a question, energy is connected with attention. So if you want to create energy, keep things simple and visible. And then automatically you attract the attention. I see that what I'm writing on the screen, some of you, you write the same. Because it's visible and simple. If it's complex, you don't want to write it down. Too complex. In many organizations, we communicate a lot. Marketing, marketing, marketing. But do we focus really on the key essentials, the key points? Sometimes we sur-communicate, we over-communicate too much. Sometimes we communicate, but we don't make it visible. So how to combine visibility and simplicity? Vâng, chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói đến quản lý nguồn năng lượng, có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào tạo ra được cái nguồn năng lượng đó. Chúng ta phải thu hút được sự chú ý của người khác. Và năng lượng sẽ đổ đến những nơi nào mà người ta chú ý tới nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải chú ý, chúng ta sẽ phải có động cơ thì chúng ta mới có thể tạo được nguồn năng lượng. Và với sự kết hợp của hai tiêu chí, đó là đơn giản và hiện hữu, thì chúng ta có được cái nguồn năng lượng. Khi chúng ta có được nguồn năng lượng, chúng ta có thể thu hút được sự chú ý của người khác. Các quý vị thấy là khi tôi viết trên đây thì rất nhiều các quý vị cũng ghi chép lại những gì tôi viết ở trên này. Bởi vì sao? Nó rất là đơn giản và nó hiện hữu. Nếu nó quá phức tạp, các quý vị sẽ không có động cơ để viết, đúng không ạ? Và nhiều khi người ta giao tiếp quá nhiều, truyền thông quá nhiều, nhưng mà nó ở mức hơi quá, nghĩa là nó phức tạp quá và nó không đủ cái tính hiện hữu và đơn giản để đảm bảo hiệu quả. That was too long, Anne. We should improve. I can give feedback to Mr. Ko, I can give feedback to the translator. How can we make it shorter? To the point, simplify, simplify. So that's your challenge, and that you can translate, but more to the point. Don't translate what I say, translate the idea, the message. Okay? Okay. Stretch. Đấy, các quý vị thấy là tôi luôn luôn có văn hóa phản hồi, đúng không ạ? Sau bài phát biểu của ông Osinko tôi cũng có phản hồi. Sau phần phiên dịch tôi cũng luôn luôn có phản hồi. Phản hồi để cải tiến luôn luôn là nguyên tắc của tôi. Yeah, because I know that you are all leaders, team leaders, motivated, committed. So how can I help you in your organization to become better, to go to raise the bar, to go to the next level?
I saw the slide of Mr. Co today in Vietnam. Bank insurance penetration is 1.6%. You are not in the top 10. The teams that I'm coaching, they are my Olympic teams, we are in the top 10. We are on the podium. We go next year to Tokyo to the Olympic Games to win a medal, gold medal, not to be top 10 in the world. That's not my ambition. So how to stretch, how to develop to become a top team, a top country, a top industry in this country. That's the challenge. Vâng, thế chúng ta thấy là đối với mọi người lãnh đạo ấy, chúng ta phải chúng ta đều là các lãnh đạo đội nhóm cả, thì chúng ta phải tạo ra được cái nguồn năng lượng, hay là chúng ta phải tạo ra được động cơ, có nghĩa là chúng ta phải nâng dần cái thanh chắn lên để cho các vận động viên của mình họ càng ngày họ càng vượt xa hơn, nhảy cao hơn hay là nhảy xa hơn. Như vừa rồi thì ông Osinko có chia sẻ là hiện nay cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm của Việt Nam mới là 1,6 của ngành bảo hiểm ngân hàng là 1,6%, có nghĩa là chúng ta đang không ở trong top 10 đúng không ạ? Đội tuyển Olympic của tôi luôn luôn nằm trong top 10 của thế giới, và sang năm chúng tôi sang Thế vận hội Olympic tại Tokyo tham gia, mục tiêu của chúng tôi là đạt được huy chương vàng. Có nghĩa là top 10 không còn là tham vọng của tôi nữa, mà tôi đã nâng cao lên một cái tiêu chuẩn cao hơn, đó là đạt được hàng đầu, top hàng đầu của thế giới về thể thao, về ngành của mình, về ngành ngân hàng, về ngành bảo hiểm của mình, hay bất kỳ công việc gì chúng ta hướng tới. Can I ask you for one minute to come back to the slides of Mr. Co? I would like to give some feedback on the slides. Các anh chị quay trở lại giúp cái bài trình bày của ông cô nó xin cô được không ạ? Because Mr. Co is an ambitious young leader. He wants to become better. He wants to qualify for the Olympic to win the gold medal of management and leadership. So I can help you. And I don't have to do that in private. I can do that in public because it was public. So here we see the famous slides. Today, the teams that I coach, and I'm coaching some Belgian teams, we are today at that level. Podium. So we go to Tokyo next year in August for the next Olympics, and the ambition is really to win the competition, not just to participate. Vâng, thế ông Hồ là một lãnh đạo rất là trẻ, rất là nhiệt huyết, và tôi cũng sẽ tư vấn một chút để chúng ta làm thế nào thành công hơn trong công tác quản lý và lãnh đạo của mình trước tất cả các anh chị. Em đang nhìn thấy quay trở lại slide của ông cô, đội tuyển Olympic Bỉ của tôi hiện nay đang ở cái cột cao nhất này, cái cột đầu tiên là đang đứng hàng đầu của thế giới. Và sang năm tới tháng 8 năm 2020, chúng ta tham gia Thế vận hội Olympic, và mục tiêu của chúng tôi là hướng đến hàng đầu của thế giới. Không phải đơn giản chỉ có tham gia là được, mà phải là đạt được các cái top hàng đầu. One of the team that I was coaching in Belgium was the Belgian hockey team, Olympic team, hockey on grass. So today, this team, I don't coach them anymore since a few years, but I started with them 10 years ago. 10 years ago, we were at the same position, in the top 10. And so when we went to Beijing, to the Olympic Games in Beijing in 2008, we finished 9 at the Olympics. In London in 2012, we finished 5th. In Rio, 3 years ago, we finished 2nd. Next year, the team is going to Tokyo to become the number 1. That's the ambition. That's the way we grow teams. We started there, and today we are there. So it's a journey. How do we grow team? How do we stretch to improve? Vâng, chúng ta thấy là đội tuyển mà tôi huấn luyện tại Bỉ là đội tuyển khúc quân cầu trên cỏ, là đội tuyển quốc gia của Vương quốc Bỉ. Tôi hiện nay không còn huấn luyện cho họ nữa, nhưng cách đây 10 năm khi mà tôi nhận đội tuyển này thì họ cũng giống như các quý vị đấy thôi, có nghĩa là đang ở đâu đó trong cái top 10 này mà chưa phải là những đội tuyển đứng thứ nhất hay là thứ hai. Sau đó thì tôi huấn luyện họ tham gia vào Thế vận hội tại Bắc Kinh năm 2008, họ vươn lên vị trí thứ 9. Đến Thế vận hội ở London năm 2012, họ vươn lên vị trí số 5. Và cách đây 3 năm ở Rio, họ đã vươn lên vị trí số 2. Và mục tiêu của chúng tôi là sang năm khi tham gia Thế vận hội tại Tokyo, mục tiêu của chúng tôi hướng đến là số 1. Như vậy chúng ta nhìn thấy đây là cả một chuyến hành trình để các vận động viên họ vươn mình, họ tạo sức căng và để họ phát triển và tiến tới đạt được mục tiêu.